1. Sư tử bắt heo rừng. Chú lợn rừng đang nằm vùi dưới cát mà không biết nguy hiểm đang cận kề. Một con hổ đói đang rình ở phía sau gốc cây. Và kết quả là bữa tiệc thịnh soạn cho bao nỗ lực của hổ. 2. Những lần chạm trán của báo với linh dương đầu bò. Cuộc sống di cư của linh dương đầu bò hàng năm là một trong những cảnh tượng thiên nhiên quý nhất trên thảo nguyên châu Phi. Hành trình di chuyển hàng km để tìm kiếm đồng cỏ tươi tốt và nguồn nước, thu hút vô số động vật săn mồi, đặc biệt là loài báo. Báo là loài ăn thịt vừa nhanh, linh hoạt và cực kỳ khéo léo, có thể đạt tốc độ lên tới 120 km/h trong vài giây, làm cho bất kỳ chú linh dương nào cũng khó mà trốn thoát nếu được chọn làm mục tiêu. Khi linh dương phát hiện sự cảnh báo, cả đàn lập tức tăng tốc, chạy thành từng nhóm để gây rối loạn và bảo vệ lẫn nhau. Báo thường chọn con linh dương yếu hơn hoặc bị tách ra khỏi đàn để tấn công, và chỉ có tốc độ, sự tập trung và may mắn mới giúp con linh dương thoát khỏi móng vuốt của loài săn mồi này, tạo nên sự cân bằng sinh thái trên thảo nguyên. Những con linh dương thoát chết sẽ tiếp tục hành trình đầy cam go của chính mình. Trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn, khung cảnh trở nên yên bình khi những chú báo thông dong bước đi trước mặt đàn linh dương đầu bò. Không phải lúc nào thiên nhiên cũng chỉ là những cuộc săn đuổi dữ dội, đôi khi giữa các loài lại tồn tại ở những giây phút yên tĩnh và đầy tôn trọng. Những chú báo nhẹ nhàng di chuyển, không tỏ ra hung hãn, và đàn linh dương dù căng thẳng nhưng vẫn tiếp tục di chuyển, duy trì chỉ khoảng cách an toàn. Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi, nơi cả hai bên đều thoải mái tận hưởng bầu không khí bình yên của buổi chiều tà trên thảo nguyên. Ánh mặt trời dịu nhẹ qua những ngọn cỏ vàng rực rỡ, làm bật lên khung cảnh thanh bình nổi giữa các sinh vật hoang dã, tạo nên sự cân bằng tuyệt đẹp mà thiên nhiên mang lại. 3. Bữa sáng ngon lành của bầy sư tử. Dưới ánh bình minh của đồng cỏ châu Phi, đàn sư tử hùng mạnh đang tận hưởng lợi ích của sản phẩm của mình, một con linh dương đầu bò. Tiếng sấm của chúng vang vọng giữa không gian hoang dã, báo hiệu sự no nê sau một ngày săn mồi. Bữa ăn dồi dào này đủ để giúp cả đàn vượt qua cơn đói. Tuy nhiên, từ xa, đôi mắt thu gọn của đàn linh cẩu đang theo dõi chặt chẽ mọi cử động của sư tử. Với số lượng sư tử áp đảo, những con linh cẩu ban đầu chỉ biết đứng từ xa, không xô đến gần. Chúng biết rằng, bất kỳ hành động cành cựa nào cũng có thể phải trả giá trước sức mạnh vượt trội của đàn sư tử. Nhưng thời gian trôi qua, khi chỉ còn một vài con sư tử đang vật vờ xung quanh bữa tiệc, đàn linh cẩu nhận ra cơ hội đã đến. Không chờ đợi, chúng đã nhanh chóng tận dụng, tấn công với số lượng đông đảo, gây áp lực cho những con sư tử còn lại. Những tiếng ồn ào gừ, những ánh mắt thèm thuồng trong cơn đói đã kích động chúng chiến đấu với loài săn mồi sư tử để giành miếng ăn. 4. Báo đốm và linh cẩu giành nhau thức ăn. Khi đói, linh cẩu có thể solo tay đôi với báo đốm để giành thức ăn. Và phần thắng luôn nghiêng về linh cẩu trong sự bất lực của đối thủ. Năm, linh cẩu giành thức ăn của cáo. Mặc dù chỉ một mình nhưng linh cẩu cũng không ngần ngại hôi của khi trước mắt chúng là bầy cáo. Nó vẫn xông đến và cướp đi chiến lợi phẩm một cách ngon lành.
phía xa kền kền cũng tìm kiếm cho mình những gì còn sót lại.